Rồi để tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay thì em gửi của chú anh chị mình hình ảnh của một lô bò đực ha. Nói chung thì lô này thì giá yêu thương luôn của chú chị. Đó, hai con F1 và hai con F2 ha. Đó thì em phân giá là hai con F1 và hai con F2. Đó, hai con F1 này thì chiều cao của nó là 1m15 tới 1m16 của chú chị. Đó, hai con đó thì giá là 34 triệu. Đó, còn hai con F2 này nè, con 1m14. Đó, nhưng con 1m14 nhưng con 1m18. 17 18 rồi chú chị, con này 1m17 18 vậy nè. Đó thì cô chú anh chị nào muốn mua cặp nào mua ha. Đó thì bốn bò này em quan sát là chân móng hoàn thiện. Nó còn cô chú anh chị nào muốn mua hết bốn con thì mua ha. Đó, bò này em quan sát chân móng hoàn thiện đó, không có đây chân móng xương sóc này cô chú anh chị. Đó, em quan sát bốn bò này đều chân móng thì chân móng sò ha. Đó, bò này thì nó lụng 6 tháng tuổi nè cô chú anh chị. Đó, con một con pháp kem trắng và một con pháp kem vàng. Đó, hai con F1 này nè. Đó, hai con này nè. Hai con này thì giá là 34 triệu. Đó thì cô chú anh chị nào thấy ưng hai con bò này cứ liên hệ số điện thoại để đồng hình. Đó, chân móng thì hoàn thiện nè cô chú anh chị. Đó, không có con nào bị ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì ha. Đây. Đó, bò nói chung thì bò này cũng bú bò chứ không gầy nghe cô chú anh chị. Đó, hai con F2 nè, hai con F2 này thì xương sóc cũng khá to. Đó thì của chú anh chị này đây cái con F2 này, con này cao 1m15 là của chú chị. Con pháp trắng F2 nè. Đó. Hai con F2 này thì giá 33 triệu cái ngang của nó là cô chú chị thấy không? Đây hai con này nè, giá là 33 triệu. Đó, đít lưng nè cô chú chị. Đó, của chú chị mình dùm kỹ ha. Đây hai con này giá là 33 triệu. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng hai bò này cứ liên hệ số điện thoại để đồng hình. Đây, lưng thì lưng đôi ha. Đó, hai con cấp mình nè. Đó, hai con đó thì giá là 33 triệu, thì cô chú chị nào thấy ưng cặp F2 này cứ liên hệ số điện thoại để đồng hình. Đây còn hai con F1 giá là 34 triệu. Đó, hai con này thì cao 1m15 1m16 của chú chị. Con này hình như 16, hơn 16 nữa, em đo em cũng quên rồi, nhưng mà nó hơn 1m16 á, lụng là 1m16 đi. Đó, cắp mình nè, chú chị coi nè, xương sóc nè. Đó, móng thì móng sò ha. Đây, xương sóc. Nó xương sóc thì trung trung bò này còn hơi nhỏ tháng, xương sóc thì cũng trung trung rồi chú chị. Đó, lưng nè. Lưng đít lực lạc cũng ú bò ha, không gầy nên cô chú chị. Cặp này có giá là 34 triệu. Thì cô chú chị nào thấy ưng cặp nào mua gặp đó ha. Đó, một con đột trụ, một con lú sừ. Đó, còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, nhắn tin số chủ nhà cho cô chú chị điện trực tiếp. Nó cặp F1 này xương sóc cũng khá to nha cô chú chị. Lưng đít nè, lưng thì cũng lưng đôi ha. Đó. Lưng thì cũng lưng đôi. Đó, còn cô chú chị nào muốn mua hết bốn con thì mình mua hết bốn con luôn. Đây lưng nè, đít nè. À, cô chú chị đó, lưng đít từng con nè. Đó, thấy không, đây lưng nè. À, lưng nè. Đó, con này là lưng dữ dằn nhất, con này lưng đôi. Đó, cặp F2 này giá là 33 triệu cô chú chị. Đó thì cô chú chị nào muốn mua thì cứ liên hệ số điện thoại để tổng hình. Đó thì bò này nói chung thì bò này có chích người diêm da nó cục đồ đầy đủ hết rồi, bà con mình về khỏi chích lại ha. Đó, hai con F2 này giá là 33 triệu. Còn hai con F1 thì giá là 34 triệu. Đó thì bà con nào, nói chung thì mấy con bò này em cũng thương lượng sát giá với bà con mình rồi. Đó, giá này thì chốt luôn, không còn thương lượng nữa nghe cô chú anh chị. Đó, lưng nè. Thấy không, lưng cũng lưng đôi thấy chưa. Đó, con trắng đó. Đó, thích nở dài nở ha. Đó thì chú chị nào thấy ưng bốn bò này cứ liên hệ số điện thoại đi tới màn hình. Còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, nhắn tin số chủ nhà cho cô chú chị mình điện trực tiếp ha. Đó thì em kênh Trang Nuôi Bò Bến Tre phát sóng lúc 12 giờ trưa và 7 giờ tối hàng ngày. Đó, nói chung thì cái lụng tiền này thì bà con mình mua nó cũng vừa vừa tiền nè, bà con mình mua về mình nuôi thêm chút nữa ha.
đó. Hiện tại bây giờ bò trẻ mấy triệu con đó cô chú anh chị, nó thấy cám mình không, tướng tá cũng lực lặng đẹp nha. Đó chỉ có 17 triệu một con, lúc trước đâu có bò giá này cô chú anh chị. Đó thì hiện tại là lúc này thì nói chung thời điểm nào cũng chứ thời điểm đó đó, thì cô chú anh chị nào thấy ưng nó mình mua về ha, mình nuôi vỗ béo mình phát triển kinh tế. Đây lưng này của chú chị thấy không, con bú bò nè thấy chưa, lưng hai con nè, hai con ép một nè đó, lưng đít là cũng nở ha đó, xương sóc là cũng to, hai con ép một này xương sóc cũng to cô chú chị. Nó nói chung là cái con bò này xương sóc thì cũng tại vì nó nhỏ tháng, xương sóc là cũng ngon bò, nó cũng chung chung chứ không được nhỏ quá mà không bự quá, nó cũng nói chung thì nó cũng đồng thủ đồng dĩ với mấy con bò này cô chú chị đó. Đây hai con F2 đó, nhìn con F2 thắng này lực dữ rồi nha, tại cái lông hiện tại nó lông nó chưa rụng ba lông máu cô chú chị nên nó không có được bóng bẫy người ta đó. Thì bò này nên nói chung thì trước khi hình em cũng quan sát kỹ lưỡng rồi, bốn bò này thì chân móng hoàn thiện đó, không có con nào bị ốp xe là xuống xuống ruột gì đó. Thì trước khi em giao bò thì bà con mình có quyền kiểm tra bò ha, đó kiểm tra chân móng rúng biếm, nếu mà có bú giò bú cẳng hoặc hồng ruột thì cô chú anh chị mình có quyền không nhận bò đó, dắt đi tới lui, nếu mà đi có đi cà nhát cà nhót gì thì bà con mình có quyền không nhận. Nó xương sóc nè thấy không, nói chung bò này thì xương sóc cũng được, không nhỏ nha cô chú anh chị. Ở bò này thì tầm lục 6 tháng tuổi đó, thì chiều cao nó từ 1m14-15, con đang cắn này thì 1m14-15, con này thì cao 1m17-18, hai con kia thì 1m15-16, hai con F1 bắt cô chú chị nha, tướng tá cũng lực lạc thấy chưa, hai con F1 nè đó cô chú chị coi nè đó, hai con F1 này thì giá là 34 triệu, còn hai con F2 giá là 33 triệu. Đó thì cô chú anh chị nào thấy ưng bốn con bò này cũng như là số điện gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, sẽ nhắn tin số chủ nhà cho chú chị mình điện trực tiếp ha. Đó thì em kênh chăn nuôi bò Bến Tre em phát sóng từ 2:30 đến 7:00 tối hàng ngày đó, bà con nào muốn mua bò vỗ béo, bò sinh sản giờ 2 giờ đó, có ưng thì điện em ha, còn không ưng thì coi ủng hộ em cũng được đó. Thì bà con nào muốn mua thì mình cứ tua video tới mình xem tới xem lui cho kỹ đi đó, mua thì điện cho em. Chứ như anh thấy nhiều anh nhiều chị em mới lên cái nó chốt sáng là cọc đi, sáng điện không bắt máy đó, mình làm chi vậy đó. Thì nói chung thì mai mốt thì em có chuyến xe giao về Hóc Môn Bà Điểm mấy cô chú chị, với Bình Dương, Bình Phước đó, Vĩnh Long ha đó. Thì bà con nào có ở mấy vùng đó thì có mua đó, em sẽ tạo điều kiện ghép xe cho bà con mình đỡ tiền phí xe ha. Nói chung thì tỉnh nào bà con mình mua em cũng dẫn ghép xe cho bà con mình được. Đây lưng đó. Chí, ở An Giang nữa nghe cô chú anh chị, em cũng có chuyến về An Giang nữa đó. Thì ở An Giang, Hóc Môn, Bình Dương, Bình Phước, Vĩnh Long đó, thì bữa nay em có chuyến giao là mấy vùng đó đó. Thì bà con nào có mua thì cứ liên hệ số điện thoại để tình hình đó, là muốn gặp anh của nhà trực tiếp thì em hiến tin có người trực tiếp ha. Nó bò này nói chung lụm tiền này thì giá yêu thương luôn đó, cái bò này thì giá này không mắc đâu cô chú anh chị đó, cấp mình tướng tá lực lạc nè. Rồi thì hình ảnh và giá cả có bốn đực này cũng gửi xong cho cô chú anh chị mình rồi đó, thì bây giờ em xin kết thúc video ha, xin chào cô chú anh chị.